Nó quay video mà coi. Lúc hết video mà siêu mũ này giới thiệu chế biến món ngon của Lạng Sơn. Nó ở hết chơi bài à, con năn nó bị nhà mình đang đấy mình đang lầy mà có bay qua tiếng bài với cô trắng chất phun tổ hầm đi cân họ kíp xin một thiu ba chỉ à mấy sự ba chỉ ơi mông vai mông vai các kiểu đây cái khánh khế của mình cắn nhỉ mi ao ba chỉ vẫn năm pè nữa ba chỉ là 90.000 một cân con là mà dù tiền hơn có trắng hơn khái này mi khái phát tu ơi em ăn đi hàng chỉ lại tu ơi cái hàm thứ đâm nó có cái thịt bóng mà bây giờ này có đi là sư lúi 9 cân từ lúc nó nhau đẩy ba chỉ nách lô sảnh ba chỉ. Ừ. Ngon nè. Bươm kín mai à này. Mi hết vậy đằng đấy. Nay hôm nào. Chiều nay chú nọ cả muốn ăn bắt nhị hả nè. Thôi còn nó với nhị hộp. Cái nhị hộp. Nhị hộp có muối khiếu của mi. Ồ. Thôi vậy còn được lòng. Nhiều hầu cá bản này chứ chỉ bằng cặp khám thích cho nước vẫn bằng gì. Ba chỉ. Ờ, vậy đấy dù đẩy cho pe gỡ luôn. Cặp mua tham xếp tờ nữ vẫn cân bằng nhỉ lúc còn nhỉ thời cân mua hạ xếp chín cùng vẫn bằng nhỉ. Ừ. Và... Rồi cái dù hầu cặp ăn tham xếp à? Mua tay vô lắm. Ờ. Mua tay ở đó ăn vô. À lúi tầm hạ lếp cân này tầm nhì hóc không đấy á? Chàng áo pen nè. Làm nhì nhì thế? Khẩn nào đó? Thế bà có hỏng muốn hơn là vó xe cân kè của hảo bố chín hai tóc số rồi này chắc là dùng số lăng ấy 953 xe vào đây hắn u vào đây đấy nó không